Trong các bầy chó, bỗng nhiên có một hôm, cái con chó cưng nhất của bạn kia đó bị viêm da, đổ thừa cho bạn này. Là tại sao chăm con chó của em mà bị viêm da? À, tại sao em đã nói là không được để nó nằm nước, mà tại sao anh để cho nó nằm nước? À, câu chuyện chỉ có đơn giản vậy thôi. Và hai bạn cãi nhau, và cuối cùng kết quả là bạn này nhắn tin cho mẹ. Trước đó nó cũng có nhiều câu chuyện, nhưng mà mình cũng khuyên đơn giản thôi. Nhưng lần này mình phải mời ra quán cà phê. Sau khi yên vị ở quán cà phê thì mình bắt đầu hỏi: bây giờ bạn Thịnh nói cho mẹ nghe là câu chuyện đó câu chuyện gì. Thì bắt đầu bạn này nói à, rồi bạn kia bắt đầu phản pháo lại bằng cách là con đã chăm em Bull, có nghĩa là con chó đó, rất là kỹ, và con đã dặn ổng là ổng phải chăm nó, nhưng mà bây giờ là không có chăm kỹ, con la ổng, ổng còn nói con em giỏi thì em chăm đi. Nhưng thật ra trước khi mình mời nó ra quán cà phê đó, là vì nhà mình cũng thường đi công tác á, thì mình có gắn camera. Thì khi mình mở camera lên á, thấy là hai bạn nhìn thấy hình thôi chứ không nghe tiếng, có vẻ là đang cãi nhau. Và bạn này thì cũng có vẻ là đang rất là giận, là muốn giận cho con kiền cá cho nó đã đó. Nhưng mà ngưng lại, mình thì không thường thì vẫn bên con trai mình hơn. Dạ, tội nghiệp con ha, giờ về chăm sóc này kia còn chăm sóc luôn con chó, năm con chó cái năm con chó mới là mệt đó. Dạ, giờ thôi nhìn đi con ha. Dạ. Nhưng mà giữa Thịnh với mẹ là có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Em với mẹ thì nói chung là hầu như không có điểm nào chưa hợp nhau, chỉ có điều là em có cái là vẫn còn mê điện thoại và mê game nên mẹ không thích. Dạ. Chỉ có gì đó. Có khi nào mẹ rầy à? Xin chào MC Quyền Linh và MC Lê Lộc, tôi tên là Việt Hà, tôi đang công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Mình đã 47 tuổi rồi. Ồ, trẻ mà, còn trẻ. Con rể. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Tên Võ Gia Thịnh, năm nay 24 tuổi, hiện là đầu bếp, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cái lần đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể mình thì mình ấn tượng gì ở chàng trai này? Lần đầu tiên gặp bạn này đó, mình cũng để ý. Tại hồi đó mình hay chở bé nó đi học. Nhưng mà đến lúc mà nó nói mẹ hôm nay con đi với bạn. Dạ. Hôm đó mình thấy bạn này chở về, mình mới nói bạn này hả con? Dạ. Nháy nháy. Dạ bạn trai con. Dạ. Là mình đi qua hỏi con gái, ủa nữa hả con? Con gái mình có nhiều bạn trước đó. Dạ. Và cũng về giới thiệu. Tuy nhiên thì mình nhìn bạn này lúc đó rất là hiền. Có thể là do là con gái mình nó hơi bị lanh á, cho nên mình thấy cái bạn này là mình biết là cái bạn này không có lanh bằng con gái mình. Dạ. Còn không biết Thịnh thì sao? Cái lần đầu tiên gặp mẹ vợ tương lai đó, có ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên em gặp mẹ thì em thấy mẹ cũng nhìn có vẻ nghiêm túc nên hả em cũng hơi rụt rè, hơi sợ. Dạ. Gặp dần thì em cũng thấy mẹ hiền. Những cái nỗi sợ nó hết rồi đúng không? Nó qua đi đúng không? Rồi từ lúc mà gặp cho đến ngày cưới thì bao nhiêu lâu? Dạ 3 năm. Ồ. Thời gian khá dài hả? Dạ. À, rồi sau đó thì cưới về thì tại sao con lại ở rể? Tại vì mẹ và ba cũng đi làm nhà nước, làm giờ hành chánh nên không có tiện ở nhà lo cho ông bà ngoại và em. Sáng thì con đưa em đi học, xong rồi trưa thì con nấu cơm trưa cho ông bà ngoại. Trời ơi. Dạ. Đầu bếp mà phải không cô? Dạ. Thật ra thì nhà mình cũng đơn chiếc á. Dạ. Hai cháu còn nhỏ thì mình hơi cực. Mà lúc đó thì thật ra thì ông bà cũng mới, cũng còn đi làm, chưa có bề hưu cho nên mình cũng đỡ cực. Nhưng mà sau khi này thì ông bà ở nhà đó và lớn tuổi đó, thì bạn lớn cũng phụ giúp. Nhưng mà từ khi quen cái bạn này đó thì bạn này hỗ trợ rất là nhiều. Cho nên là mình cũng đỡ được phần nào. Thật ra thì mà nói đến thời điểm này á, là bạn này rất giỏi chăm từ trong ra ngoài. Cô nghĩ là chắc cô cũng ăn được nhiều món của Thịnh nấu rồi phải không cô? Dạ. Cô thấy sao cô? Thật ra thì hai bạn đều học bếp. Bếp. Dạ. Bạn học bếp Âu. Cái món ăn của bạn thường là phải có bơ.
Mà mình thì từ nhỏ đến lớn mình rất là mê bơ sữa. Wow. À, do vậy cho nên là nó hợp với mình. Và tất cả các món ăn bạn làm thì ở nhà mình ai cũng rất là ưu ái, mê. Tuy nhiên thì ông bà thì theo cái nếp sống của người lớn tuổi, ông bà chỉ thích ăn cá kho món hoặc Việt là dạ, món Việt hoặc canh chua hoặc cái gì đó xào. Thì bạn làm lúc đầu thì chắc cũng hơi bị lọng cọng. Có một vài món thì mình sẽ hướng dẫn. Xào rau cũng có bơ đi. Dạ. Như vậy là con làm từ sáng đến chiều luôn. Dạ. Sáng đưa em đi học. Dạ. Rồi về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, nấu nước. Dạ. Rồi xong rồi có giặt giũ gì nữa không? Ông ngoại bỏ vô máy giặt rồi con đem lên phơi. Rồi vậy là con làm từ sáng đến chiều luôn. Trời làm rể còn giỏi hơn làm dâu nữa thôi. Thiệt chứ bộ, con nể con luôn á. Rồi con thấy con hợp với mẹ con điều gì nè? Dạ con cảm thấy là hợp với mẹ là mẹ thích dọn dẹp, rồi mẹ thích trồng cây, nuôi cá được. Mẹ làm cái gì con làm cái đó. Giỏi vậy trời. Bây giờ con làm gì? Con làm hết rồi vợ con đâu có gì đâu. Vợ con hưởng thụ. Trời ráng con để chồng mà được. Dạ. Chứ bạn này là hay đấy nha. Cô, con không biết là cô với lại Thịnh là hợp nhau điểm gì nữa không cô? Nhà mình không có quan niệm là có con rể. Đôi khi là bạn mang đồ lên cơ quan á, thì các chị đồng nghiệp hỏi là ai mang lên, nói là con trai em. Điện thoại mình cũng lưu là con trai. Có thể là vì nhà mình ông bà ngoại cũng có hai cô con gái, mình cũng có hai cô con gái, cho nên có con trai cưng dữ lắm. Cưng dữ lắm. Bạn này thương lắm. Vợ la là nhắn tin: mẹ ơi, mẹ, con đã làm hết sức mình rồi, mẹ ơi mẹ về mẹ giải quyết cái câu chuyện này giùm con. Cái lúc mà mình về đó là nhắn tin lại: mẹ ơi mẹ đừng la Vi nha mẹ. Đó, thương chỗ chắc, đó chắc vợ la trước rồi, sợ mẹ la bị vợ la nữa đúng không? Nhưng mà thường thì hai bạn có xảy ra mâu thuẫn trước mặt cô không? Cũng câu chuyện lặt vặt. Bạn nhỏ nhà mình thì rất là mê nuôi chó. Yeah. Nhà mình có tới 5 con chó rồi. Wow. Yeah. Bạn này về thì phải chiều theo ý vợ. Sau khi bạn kia cưới được thì có bầu, thì nhà nó cũng hơi bị cao, mà mấy con chó thì nuôi trên sân thượng. Do vậy cho nên bạn kia ít khi nào lên sân thượng. Thì bạn này giao cho bạn này để lên sân thượng chăm các bầy chó. Bỗng nhiên có một hôm, cái con chó cưng nhất của bạn kia đó bị viêm da, đổ thừa cho bạn này. Là tại sao chăm con chó của em mà bị viêm da? Đó. Tại sao em đã nói là không được để nó nằm nước, mà tại sao anh để cho nó nằm nước? À, câu chuyện chỉ có đơn giản vậy thôi. Và hai bạn cãi nhau. Và cuối cùng kết quả là bạn này nhắn tin cho mẹ. Trước đó nó cũng có nhiều câu chuyện, nhưng mà mình cũng khuyên đơn giản thôi. Nhưng lần này mình phải mời ra quán cà phê. À, sau khi yên vị ở quán cà phê thì mình bắt đầu hỏi: bây giờ bạn Thịnh nói cho mẹ nghe là câu chuyện đó câu chuyện gì. Thì bắt đầu bạn này nói, rồi bạn kia bắt đầu phản pháo lại bằng cách là: con đã chăm em Bull, có nghĩa là con chó đó, rất là kỹ, và con đã dặn ổng là ổng phải chăm nó, nhưng mà bây giờ là không có chăm kỹ. Con la ổng, ổng còn nói con là em giỏi thì em chăm đi. Nhưng thật ra trước khi mình mời nó ra quán cà phê đó, là vì nhà mình cũng thường đi công tác á, thì mình có gắn camera. Thì khi mình mở camera lên á, thấy là hai bạn nhìn thấy hình thôi chứ không nghe tiếng, có vẻ là đang cãi nhau. Và bạn này thì cũng có vẻ là đang rất là giận, là muốn giận trong kiền cái cho nó đã đó. Nhưng mà ngưng lại, mình thì không, thường thì vẫn bên con trai mình hơn. Dạ. Thời nghiệp con ha, giờ về chăm sóc này kia còn chăm sóc luôn con chó, năm con chó. Cái năm con chó mới là mệt đó. Dạ. Giờ thôi nhịn đi con ha. Dạ. Nhưng mà giữa Thịnh với mẹ là có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Em với mẹ thì nói chung là hầu như không có điểm nào mà chưa hợp nhau. Chỉ có điều là em có cái là vẫn còn mê điện thoại và mê game nên mẹ không thích. Dạ. Chỉ có như gì đó. Có khi nào mẹ rầy không mẹ? Đôi khi mình về thì mình ngồi xem tivi thì mình nghĩa xem làm gì, cầm điện thoại ngồi kế bên chơi game không, thì mình không có la, mình không bao giờ la. Thì mình mới hỏi: ủa con mỏi mắt không con? Cái là cứ mình cứ hỏi vậy thôi, là nó khéo ngước lên nhìn: dạ dạ dạ, rồi thôi. Cái xong rồi bấm thiệt lẹ, bắt cái điện thoại mình lên tivi, lát hồi quay qua nó cũng la lại. Nó đồng vật không, nó thấy mình la quá, cái là thế là một lát nữa là nó đi lên trước, thì nó xem xong rồi nó ngủ quên.
Mình chỉ sợ là con nó làm nhiều việc. Thật ra thì hai đứa ở nhà bán online, nhưng mà cái bếp chính là bạn này. Dạ. Còn cái bếp quản lý là cái bạn gái kia. Dạ. Bạn gái thì tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng. Trời, giỏi, hai đứa giỏi rồi ha. Thì là cũng bắt đầu khởi nghiệp tốt rồi đó. Thì con cố gắng nếu mà làm chủ được bản thân như thế là có một cái cửa hàng online mà nếu mà bán tốt là cũng thời buổi điểm này là ngon lắm đó con ha. Còn về việc mà công việc của bạn Thịnh đó cô, thì bạn có tự chủ không? Con sợ là giống như là bạn hơi bị nhát nhát, hiền hiền thì cũng lại phải yếu thế hơn người khác. Dạ, đây là cái câu chuyện mà mình rất là lo lắng. Có nghĩa là bạn này chỉ biết làm, và bạn gái thì là quản lý mà. Tất cả tiền bạc thì trong túi của cái bạn quản lý. Dạ. Khách hàng của mình khi mà có đặt hàng mình đưa về cho bếp của hai bạn, dặn là con đến đó con gọi cho gì đó, con nói con là con của mẹ Hà. Có hôm khách gọi lại, ủa sao không thấy nó gọi gì hết trơn vậy chị ơi. Thì mình mới nói, mình mới nhắn về cho bạn gái ở nhà. Bạn gái nó chắc điện thoại nó không có tiền nữa mẹ. Trời. Mà thiệt không cô? À, nó không có tiền thiệt. Trời ơi. Có hôm là đi giao hàng xong thấy lâu về quá. Ủa con đi đâu lâu về dữ vậy? Thì con kia nó cũng đi kiếm. Tiền, điện thoại không có, xăng không có, xe hư, dắt bộ. Trời ơi. Khổ thân. Mình quay mình la bạn kia, ủa tại sao con không để tiền cho chồng, để chồng còn đi ra ngoài còn phải đổ xăng. Bạn kia nói tại nó không lấy chứ bộ, cái đơn giản thôi là bao nhiêu tiền đưa cho vợ hết, không có giữ trong người. Trời thật ơi. À, bởi vậy mình nói là mình rất là thương con mình. Ừ. Hai mẹ con cũng mới gọi là ở chung với nhau cũng không có dài lắm. Hôm nay thì hai mẹ con cũng đã nói ra tất cả những cái điều mà mình quan tâm chia sẻ với nhau rồi. Quan trọng là cái cô kia kìa, cô Lanh Lanh kia kìa, cái cổ mới là nguyên nhân để mẹ đứng ra giải quyết ha. Và nguyên nhân để con mâu thuẫn đi này kia, để xem cô ấy cô nói gì trong ngày hôm nay nha. À, đối với em bây giờ thì anh và mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất, là điểm tựa duy nhất của em. Anh và em cưới nhau và anh về ở nhà cũng được gần một năm nay rồi. Anh lo cho mọi người trong nhà, anh quan tâm rất là nhiều, anh biết là mọi người thích gì, anh thích ăn gì nè, rồi biết sở thích của từng người luôn. Nói chung là mọi việc trong nhà bây giờ là anh lo, em cũng không có động tay động chân gì. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Chỉ có một việc mà em thấy mẹ hay nhắc đó là anh mê chơi game lắm. Suốt ngày anh rất là mê chơi game. Em chỉ mong anh thay đổi điều đó thôi, để em được có hay làm nữa, chứ em cũng nhắc anh hoài à. Còn đối với mẹ, con không có biết nói gì hơn ngoài việc là con cảm ơn mẹ. Tới hiện giờ thì mẹ lại sắp lên chức bà ngoại, nhưng mẹ vẫn lo cho con, lo cho con từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng ly sữa, từng viên thuốc. Đối với con thì từ nhỏ tới lớn là chỉ có mẹ mà thôi. Nên là mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã lo cho vợ chồng con. Cảm ơn mẹ vì đã thương yêu vợ chồng con. Sao anh thấy vợ nói vậy thì Thịnh có suy nghĩ gì không? Dạ, em cũng không biết. Anh này hơi nhát hả cô hả? Dạ, dạ. Bạn này thì nhát lắm. Cái điều hạnh phúc nhất, điều may mắn nhất là mình đã có được một anh con trai. Bên kia thì mẹ của bạn này cũng đơn chiếc. Tuy nhiên thì chị bên đó cũng chấp nhận theo cái tình yêu của con, để mà để con ở bên này. Bên đây mình rất là biết ơn chị ở bên đó. Và mẹ thì chỉ nhắc con là hết sức kiềm chế, đừng bao giờ có cái hành động đánh vợ, hay hoặc là có cái hành động gì đó mà nó xúc phạm đến nhau, để cho cái cuộc sống hôn nhân của tụi con có thật sự là nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái màu sắc. Con là con một đó hả? Dạ. Trời, con một, giờ mẹ ở nhà con mình thôi. Con phải cố gắng tranh thủ về thăm mẹ con hàng nhiều tuần nha. Dạ, dạ, hàng tuần.
mình luôn nhắc là mỗi tuần các con đều phải về thăm trời mẹ ơi, bên kia. Đúng là cũng tớ tiêu thiệt nha, mà cũng thấy thương cho mẹ ruột con á nha. Dạ. Anh mẹ ruột đã hy sinh rồi, chàng rể còn hy sinh nữa. Hai gia đình có đúng dòng rồi. Máu hy sinh. Đúng rồi đó. Đúng đó. Dạ. Dạ. Con cảm ơn mẹ vì đã cho con một người vợ, một mái ấm và cho con những kiến thức trong hôn nhân và trong cuộc sống. Con cảm ơn mẹ. Rồi, chúc gia đình mình hạnh phúc và thành công nha. Chương trình gửi tặng một kỷ niệm để nhớ về chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình xin gửi gia đình mình phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Diary. Calosure, tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Dạ đây, còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và Thịnh đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Dạ, xin